cũng xảy ra vào thời điểm người dân nghỉ trưa. Hai nam thanh niên đi xe máy lượn lờ trong một con hẻm, phát hiện nhiều xe máy người dân để bên ngoài hẻm, người ngồi sau đã tiếp cận bẻ khóa dắt trộm. Đáng nói, sự việc diễn ra trước mắt nhiều người đi đường, nhưng hành vi trộm cắp trên vẫn không bị phát hiện. Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh trộm cắp xảy ra giữa ban ngày đã được chia sẻ trên mạng xã hội. Theo đó, lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng, người đàn ông ngồi trên ô tô đã mở cửa lén chạy vào nhà bắt trộm một con gà rồi lên xe rời đi. Được biết, người đăng tải đoạn video nói trên cũng chính là chủ nhà bị mất trộm đã rất bức xúc trước hành vi này. Một đoạn video khác cũng ghi lại cảnh trộm cắp gà diễn ra vào ban ngày. Cụ thể, tên trộm đã đột nhập vào khu vực chuồng trại, bắt trộm nhiều gà vịt nhét vào trong bao tải. Theo thông tin từ chủ nhà, ngoài gà vịt, tên trộm còn bắt trộm chó,